Hello, xin chào các bạn. Hôm nay sẽ làm một clip nói một chút xíu về những sản phẩm mà bên shop đang có. Nói chung là những sản phẩm hoàn thiện xong ấy, thường thường là shop phải gói bọc ni lông hết. Đấy. Này, như cái này là cái ná mà bữa shop quay live stream này, quay live stream trên YouTube, thì nó là bằng inox gài và cái có một cái vòng này, các bạn thấy không, có một cái vòng này, cái vòng này là bên trong là titan nhé. Thực ra đây chưa lên màu thôi. Thì bây giờ nếu mà mình khò nó sẽ bị lên màu cả cái inox này. Nhưng mà inox khi nó lên màu xong một hai bữa nó sẽ đen xì rất là xấu, cho nên mình không khò. Và mình đang đợi ông em ông ý điện phân. Đấy, thì điện phân thì nó chỉ lên cái màu của titan thôi, chứ inox nó không lên được. Thì nó sẽ rất là đẹp. Đây, ví dụ như là cây titan này nhá. Đây là có ông em ông ý gửi mình để mình bo lại cho nó giống cây u hip của bác Phụ Tuân. Thì cây này là nó được khò này, được khò bằng cái bình khò ga đó, thì khò nó sẽ lên màu kiểu dạng như vậy. Không phải là lên màu nó nhạt nhạt như này đâu, tức là nó có nhiều màu lắm. Thì tùy vào nhiệt độ và cái thời gian khò nó sẽ cho ra màu khác nhau. Nhưng mà thường thường khò bằng bình ga thì màu nó không được như ý muốn của mình đâu, tại vì rất là khó điều chỉnh, rất là khó canh. Nếu mà để muốn làm màu đẹp ấy là phải dùng điện phân thì nó mới đẹp được. Đấy. Thì đây cũng là cây tia chớp. Cây tia chớp này thì các bạn thấy không, nó không, cái lỗ của mình là nó không được đính cái khuyên như cái cây titan này, à như cái khuyên titan này. Đó. Đấy. Cái này thì là chạc kẹp. Hai cái đều là vát, nhưng một cái là gài vát và còn một cái này là kẹp mát, đều là chạc 7 nhá. Các bạn thấy không? Đây này. Đó. Bo cạnh. Cạnh. Con này cũng thế nhé. Rồi. Còn đây là một cái con titan. Con này mình làm để mình dùng đây. Thì nó dày 12 ly. Mình có nhập cái phôi titan về, cắt được 5 con thì mình dùng một con này và cắt 4 cây cho khách. Thì khách đặt hết rồi thì mình chuẩn bị mình làm, mình gửi đi cho khách thôi. Đấy, con này là mình làm này, các bạn thấy không, cái này cái mẫu nó mình làm nó khá là đơn giản, mình khắc laser đó, các bạn nhìn rõ không, đây khắc laser thì nó lên được rất là nhiều hình. Nếu như các bạn có một cái ná mà nó không có khắc xuyên như thế này ấy, thì các bạn sẽ dùng khắc laser để tạo những cái hình mong muốn. Thế này rất là đơn giản mà đẹp. Ví dụ như các bạn có thể khắc hình chính mình hoặc là người thân của mình đều được nhé. Cái này của mình thì mình chưa lên màu. Mình cũng làm sơ, mình chưa lên màu. Lên màu thì nó còn lung linh hơn nhiều. Đó. Mình nói thêm một chút xíu nữa là ná bên mình thì như thế này, mình gửi đi, anh em xem nếu có lỗi lầm gì ấy, thì tốt nhất là anh em hãy không nhận hàng. Anh em thấy nó không ưng ý thì anh em đừng có nhận hàng nhá, mà anh em trả lại cho mình. Nếu anh em mà cảm thấy ok mình sẽ gửi một cái khác đi. Đấy. Còn không có anh em không mua cũng được, không sao cả. Bên mình bán hàng là quan trọng là khách hàng ưng ý hay không, chứ không quan trọng là phải ép khách hàng mua đó.
Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình muốn nói thêm là năm 2019 này bên mình có một cái chính sách là như này. 6 tháng. Tức là trong vòng không phải là 6 tháng mà anh em mua hàng của bên shop sẽ được khuyến mãi một cái dịch vụ, đó là sẽ được tân trang, đánh bóng. Đó, đánh bóng lại ná. Khi nào mà nó lâu ngày nó xấu hoặc là lâu ngày nó xước xiệc các thứ thì anh em có thể gửi lên cho mình. Mình sẽ sửa đánh bóng lại miễn phí cho anh em. Đó, trường hợp là nó xước nhẹ nhá. Xước nhẹ chẳng hạn ấy, mình sẽ làm lại miễn phí cho. Mình làm đẹp lại miễn phí cho. Còn trường hợp ví dụ như là nó bị đập trạc hay là bị rơi, nó móp nhiều chi tiết nó hỏng nặng ấy thì mình sẽ lấy phí 50% so với ná không phải bên mình làm nhá. Tức là cứ ná bên mình làm sẽ được giảm giá 50%. Bình thường ví dụ như chi tiết nó hỏng nặng chẳng hạn thì giá sửa khoảng 100.000 thì bên mình chỉ lấy 50.000 thôi. Còn nếu mà cái nào mà nó sửa nhẹ thì mình có thể là miễn phí cho anh em, coi như là trong cái chương trình bảo hành ná đó. Thì đấy là cái ưu đãi mà bên mình đưa ra. Mỗi cái ná của bên mình đều sau này sẽ có cái logo nhá. Tức là sau cái đợt này bên mình sẽ có cái logo chữ ký, coi như là được bảo hành nhá. Có thể là mình sẽ bố trí nó chạy theo thân ná này, một cái dấu hiệu của shop, dấu cái hiệu thương hiệu của mình. Thì những cây nào mà được đánh dấu thì sẽ được bảo hành đó. Có thể đợt ná này đi sẽ không có bảo hành, nhưng mà sau này thì anh em sẽ được bảo hành hết nhá. Có dấu là sẽ được bảo hành. Đánh bóng làm lại cho nó mới, miễn phí làm nhá. Đó, thì anh em thích thì cứ đặt hàng, liên hệ đặt hàng bên mình. Mình cũng lưu ý một điều là mình nói thêm là do kênh YouTube ấy thì nó phản hồi nó khá là chậm. Ví dụ như anh em đôi khi thích thì bình luận luôn trên kênh YouTube, nhưng mà mình không thể trả lời được kịp thời hoặc là nhanh nhất vì cái hệ thống của YouTube nó chậm hơn so với cái Zalo. Cho nên tốt nhất anh em muốn đặt hàng gì hãy liên hệ qua Zalo hoặc là số điện thoại mình đăng ở trên màn hình ấy. Đấy, tốt nhất là dùng Zalo, có thể là nói chuyện được chi tiết tỉ mỉ hơn, gọi điện qua Zalo cũng được hoặc là nhắn tin cũng được, để cho bên mình có cái thông tin lưu lại. Các bạn hiểu không? Mình sẽ lưu lại những cái gì mà hai bên chat với nhau, hai bên nói chuyện với nhau. Ví dụ như giá cả, thời gian, hình thức sản phẩm. Đó. Các bạn thấy cái mẫu ná nào đẹp bên mình chẳng hạn, các bạn cứ chụp hình lại các bạn gửi cho mình, hỏi giá thì nó sẽ chính xác hơn so với việc là anh em nói chuyện qua điện thoại. Tại vì khách hàng thì cũng khá nhiều, hoặc là khá là nhiều người. Đôi khi mình không nhớ đâu, mình bận nhiều chuyện cho nên mình không nhớ, thì mình sẽ dễ bị quên cái đơn hàng của anh em. Cho nên anh em cứ nhắn tin Zalo cho mình nhá. Rồi, xin chào tạm biệt tất cả mọi người nhá. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo.